Bây giờ ai đó tự mở Clipbank có 5 phút để kiểm tra tài khoản Clipbank, xong rồi cái comment xuống cái số sale của mình trong từ cái ngày ngày bao nhiêu ha, ngày mấy tháng 10, Tại tại 7 tháng 10. à ngày 7 tháng 10 á, từ ngày 7 tháng 10 7 tám ba bảy gì đó quên à. tháng 7 gì đấy, có ai có thể kiểm tra không, nhớ cái chỗ nào để kiểm tra không? Kiểm tra chỗ nào bây giờ nhỉ, thấy nó cứ trôi đi mất này. Trời ơi, giờ mình lướt lên hơi bị lâu ấy. Tháng Sáu 10 hả? đúng không? 6 tháng 10. À, thì từ cái hôm ngày 6 tháng 10 mọi người tự kiểm tra tài khoản của mình, từ ngày 6 tháng 10 tới giờ bao nhiêu sale, bao nhiêu sale rồi comment xuống, nhưng không phải là bao nhiêu tiền mà là bao nhiêu sale ấy. Ủa? Tính sale hả? Cái này 32 sale từ ngày 6 đến ngày hôm nay. Anh comment xuống đây. Từ ngày 6 đến ngày hôm nay được 1.000 mốt. Vậy hả? Được 1.000 mốt không? Thấy chạy chậm chậm mà cũng được 1.000 mốt hay quá vậy. Thấy tôi thấy anh Hưng với anh Hưng anh Hoàng kế kế nhau nhỉ? Anh Hưng kiếm cái sale nào coi được cái số không để cho nó đồng. Trời ơi, anh Hưng 30, anh Hoa 26, anh Quang 32. Amin là ai vậy? Cô Tươi á, cô Tươi 24. Ôi, cô Tươi nhiều thế, 24. Cô Tươi giữ quá trời luôn. Mà cái sale của tôi làm gì cũng được á, 30 sale nhưng mà qua họ cái sale của Hưng đó là hoa hồng cao, thật ra là cái dân số nhiều lắm, 40 mấy. Khủng khiếp thế nhỉ, 30, 40 mấy mà chắc là tính tiền ra cũng nhiều đấy, nhiều lắm, khoảng 1.300. Tính tiền ra thì nó nhiều, để nói gì ai quay lại vấn đề chỗ đấy đó, vậy là anh Quang thắng rồi. Không có đi. Anh Quang vô địch rồi ạ. Ủa vậy hả? Trời ơi, chúc mừng anh Quang nha. Mày với này. Ba hạng nhất rồi nha. Dạ là đi xe ba là vui rồi đấy. Chê. Dạ đúng không? Xe ba để in một cái mọi người nào anh cái đấy là biết là được nhiều xe rồi. In cái bản bự cho bá đây, 2 triệu. In cái số 2 triệu vừa cho bá, ok mình trao trộn. Cầm cái bản đấy rồi gặp Khoa để nhận tiền.